là mình có 45 tiết thì con chỉ dạy 40 tiết thôi. Còn 4 tiết á là mình sẽ thuyết trình. Thuyết trình và cái thuyết trình là con đặt nặng về phần thuyết trình thôi, chứ sự thật mà nói thì cái phần học á thì nó chỉ là phần lý thuyết, nhưng mà cái phần ứng dụng thực hành nó lại đặt nặng ở trong cái phần thuyết trình. Lớp chúng ta rất ít như vậy thì phần thuyết trình con nghĩ là rất là sôi nổi, rất là hay. Và tại vì mình sẽ có nhiều thời gian để mình trình bày hơn. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ chia hai nhóm. Và một nhóm về thuyết trình 2 tiết. 2 tiết luôn, tức là 4 tiết thuyết trình, thì tức là nguyên một ngày đó thì con sẽ để 4 tiết từ 7 giờ cho tới 10 giờ đó. Thì chia hai nhóm thì chúng ta cứ tự chia. Tự chia rồi lấy điểm. Thì bây giờ là cái môn của mình là được bao nhiêu điểm mà một học kỳ là 50 hả? Như vậy là 2 học kỳ thì cái thuyết trình á nó sẽ được chia đều, tức là cái thuyết trình là 30 điểm. Thuyết trình là 30 điểm, còn 70 điểm là phần thi. Thì trong phần thi của con á thì cũng sẽ là chia ra làm hai đề, một cái đề á là một cái bài luận văn và một cái đề á thì trả lời câu hỏi. Thì con sẽ cho hai đề. Thì tự mình chọn, nếu mà mình làm luận văn thì cũng trong hai tiết mình thi đó thì mình sẽ trả lời viết thành bài luận. Còn nếu mà mình làm trả lời câu hỏi thì sẽ trả lời là ba câu. Ba câu. Thì năm nay nó là cái chương trình của con là như vậy. Bài học thì chúng ta sẽ có là từ 6 cho tới 8 bài, nhưng mà con nghĩ là 6 bài là đủ. Trong 6 bài đó thì chúng ta sẽ triển khai rất là nhiều. Có những bài mình sẽ lướt qua, nhưng mà có những bài mình sẽ là triển khai rất là sâu. Học sơ qua về cái bài thứ nhất. Học sơ qua về bài thứ nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài thứ nhất. Đó là về giới thiệu tổng quát hệ thống kinh điển Phật giáo. Thì cái này là chắc chắn là chúng ta đã biết rồi, nhưng mà con muốn trình bày ở một vài điểm nhấn. Ở một vài điểm nhấn trong quá trình mà chúng ta nghiên cứu đó, thì cái nào mà quan trọng thì chúng con sẽ nói là chúng ta sẽ thi về cái phần này đó. Rồi trong cái mà hệ thống kinh điển Phật giáo thì cái nguồn gốc chữ kinh là chúng ta đã biết rồi phải không? Nguồn gốc chữ kinh thì chúng ta biết chữ kinh là tiếng Pali là gì? Là Sutta. Rồi, bây giờ chúng ta nguồn gốc chữ kinh. Chữ kinh này á tiếng Pali là gì? Là Sutta. Tiếng Sanskrit là gì? SKT, là thường thường mình thấy giấy tắt ha, là Sutra. Thì bao gồm nối kết từ chữ gì với chữ gì, nét gì với nét gì, có bao nhiêu từ? Là gồm có chữ su cộng với utta ha. Chữ kinh gồm có chữ su cộng utta. Su có nghĩa là gì? Su có nghĩa là sự khéo léo, sự khéo, sự tốt đẹp. Rồi utta có nghĩa là gì? Utta có nghĩa là lời nói. Lời nói, một lời nói khéo, một lời nói tốt đẹp thì gọi là sutta. Còn tiếng Pali á, thì do là chữ hai chữ U nằm ở đây. Chữ su cộng với utra, thành ra là vì hai chữ U cho nên là thêm một dấu quyền. Đó. Thì như vậy chữ sutta, chữ kinh là bao gồm kết nối giữa hai từ su và utta. Su có nghĩa là khéo, còn utta có nghĩa là lời nói. Một lời nói khéo. Lời nói khéo đây không có nghĩa là lời nói nịnh bợ hay là lời nói không tốt đẹp, mà lời nói khéo đây có nghĩa là một cái lời nói khiến cho người ta cảm thấy rằng là có một cái niềm tin vững chắc vào cái cuộc sống và có thể đi tiếp cái cuộc sống đó tốt đẹp hơn, vân vân. Thì những cái gì mà nó thuộc về chân thiện mỹ thì nó mới nằm ở trong chữ sutta. Khéo ở đây mà nó bao gồm chân thiện mỹ, cái tốt đẹp, chân thiện và mỹ. Chân này là gì? Chân này là chân thật, thiện là tốt lành, mỹ là đẹp, cái một cái lối sống đẹp, một cái cách sống đẹp thì gọi là chân thiện mỹ. Rồi bây giờ cái phần thứ hai, cái phần tiếp theo là kinh, chưa qua phần thứ hai, vẫn còn nằm trong cái thứ nhất.
chữ kinh này là được tìm thấy ở đâu, khi nào, được tìm thấy khi nào ở đâu. Cái thứ nhất mình dịch định nghĩa ha. Cái thứ hai là chữ kinh này. Kinh này là một danh từ chung, không riêng gì của Phật giáo. Kinh này là một danh từ chung. Chữ Sutta đó là một danh từ chung. Trong đó Phật giáo có dùng. Dùng để chỉ gì? Dùng để chỉ, để ghi lại những lời giáo lý, những lời giảng, những lời nói, mang hướng dẫn phương pháp tu tập hành trì. Kinh này là một danh từ chung, dùng để ghi lại những lời nói, những lời thuyết giảng hay là giáo lý, hay hướng dẫn phương pháp tu tập, hay hướng dẫn phương pháp tu tập của vị giáo chủ, của vị giáo chủ nha. Chỉ có vị giáo chủ thì mới gọi là những lời nói của vị đó mới gọi là kinh. Còn những người khác, đệ tử thì đa phần là không được, nhưng mà trừ một vài trường hợp, của vị giáo chủ để tín đồ, tức là những người trong cái tôn chỉ đó, để tín đồ nương theo đó mà hành trì. Đó, cái nghĩa của chữ kinh là như vậy. Một ý nữa đó, như vậy mình biết là nào giờ cái chữ kinh á, thì mình tưởng là chỉ có Phật giáo mình mới có kinh, nhưng mà thật sự là kinh này là một danh từ chung, mà chỉ có vị giáo chủ mới được là người nói kinh, người thuyết kinh, người giảng kinh. Tại vì cái vị này là phải là hướng dẫn cái phương pháp hành trì, phải hướng dẫn cái phương pháp tu tập, phải một cái lời nói mà nó bao gồm cả chân thiện mỹ thì mới được dùng cái nói là người thuyết kinh, người giảng kinh. Đa phần là sau này mình hơi lạm dụng đó. Mình lạm dụng là đi thuyết giảng thôi, hoặc là chỉ dùng giảng sư, chứ không có chỉ nói lại những lời của Phật dạy thôi, chứ không được là nói thuyết kinh. Tại vì thuyết kinh là mình không có đủ cái thẩm quyền để mà mình thuyết kinh. Kinh này là do cái vị giáo chủ đó nói ra bằng cái sự thực hành và sự phát hiện, khám phá ra, rồi vị này dạy. Cho nên sau này những người sau này thì không có nói là đi thuyết kinh, đi giảng kinh, mà chỉ đi thuyết pháp thôi. Chỉ nói từ đi thuyết pháp thôi. Cho nên chúng ta cẩn thận khi mà mình làm MC sau này đó, thì mình cũng phải cẩn thận cái đó chút xíu. Rồi, bây giờ thêm một ý nữa là giá trị của kinh. Giá trị của kinh điển Phật giáo nha. Bây giờ mình vào trong kinh điển Phật giáo thì giá trị nó nằm ở đâu? Giá trị của kinh điển Phật giáo nó nằm ở giúp, thứ nhất là giúp xây dựng một nhân cách tốt đẹp. Giá trị kinh điển Phật giáo là nó nằm ở chỗ giúp xây dựng một nhân cách tốt đẹp. Phải thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Đó là cái thứ nhất, là cái giá trị của kinh, kinh điển Phật giáo. Giúp xây dựng một nhân cách tốt đẹp, thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Rồi cái thứ hai là gì? Là hướng đến một đời sống đạo đức trí đức. Đó, kinh là phải, cái giá trị của nó là hướng đến một đời sống đạo đức trí đức. Thứ ba, tiến hóa trên con đường tâm linh. Bây giờ còn một chút xíu, kịp không? Không sao. Cái này thì nữa thì có câu hỏi. Câu hỏi thì ai muốn trả lời thì trả lời, còn không thì, tại vì trong bài thi con sẽ cho 3 câu. 3 câu nhưng mà là 5 câu tất cả, thì chúng ta chọn 3 câu để trả lời. Rồi, bây giờ chúng ta có một chút xíu. Bây giờ hỏi mấy thầy cô phân biệt một chút xíu nha. Thì khi nào là mình sẽ có nhiều từ lắm. Ví dụ như bây giờ là những vị mà sau này, mặc dù là chưa tôn túc hòa thượng, hay nghĩa là người xuất gia chúng ta đi, nhưng mà có cái bài thuyết giảng, rồi bài thuyết giảng đó mới được ghi chép lại, đánh máy lại, rồi in ấn đi, in ấn. Thì cái đó thì mình gọi là kinh điển Phật giáo, hay là mình gọi là văn học Phật giáo. Thí dụ cũng bài kinh, cũng bài kinh là Đức Phật giảng ở chỗ nào đó, rồi cái vị này mới nói ra. Xong thí dụ như bây giờ con, lát mình học kinh Phạm Võng nè, thì con cũng sẽ trình bày là kinh Phạm Võng được Đức Phật nói vào cái thời điểm nào, lý do gì và nội dung. Rồi sau đó rồi mình mới lấy cái bài đó mình đánh máy, rồi mình sẽ in ấn, mình tập hợp lại thành là kinh Trường Bộ Kinh, giảng giải kinh Trường Bộ. Thì cái đó nó thuộc về nhóm nào? Nó thuộc về văn học Phật giáo hay là kinh điển Phật giáo?
Nó chỉ là văn học Phật giáo nha, nó không là kinh điển Phật giáo. Như vậy thì mình có một chút xíu phân biệt về hai từ là phân biệt. Tại vì sau này có một số thì chúng ta là sẽ đi giảng, nhưng mà có một số chúng ta nghiên cứu tiếp. À, văn học Phật giáo và kinh điển Phật giáo. Hai cái này nó khác nhau một chút xíu. Tại vì mình thuộc về nghiên cứu rồi, mình đi chuyên sâu một chút xíu. Đây bây giờ, văn học Phật giáo. Văn học Phật giáo ở đây muốn nói với gì? Muốn chỉ cho cả một cái hệ thống. Cả một cái hệ thống giáo pháp. Đó. Văn học Phật giáo chỉ cho cả hệ thống giáo pháp, bao gồm luôn kinh luật luận. Đó. Bao gồm luôn kinh luật luận. Phải văn học, phải văn hóa. Đó là nó thuộc về nhóm mà văn học Phật giáo đó. Phải bao gồm các luận giải sớ giải. Bao gồm các luận giải sớ giải. Của cả hai hệ tư tưởng. Của cả hai hệ tư tưởng. Phật giáo Pali và Sanskrit. Pali thì mô Phật. Pali thì gọi là Pali thì cái tam tạng kinh điển Pali thì gọi là tiếng Pali là gì? Tipitaka ha. Còn Sanskrit thì tiếng Pali lấy tiếng Sanskrit là gì? Tripitaka. Hai cái thí dụ như sau này ha. Còn thấy nha, đa phần là các vị mà viết cái tiểu luận á, viết tiểu luận á không có phân biệt được. Nếu mà mình nói là Pali, hệ Pali thì tam tạng kinh điển gọi là Ti nè. Ti là ba. Á, Bi Ta Ka. Còn cái tiếng Sanskrit á, SKT á thì tam tạng kinh điển gọi là Tri. Tri là ba. Bi Ta. Và chữ ta này có dấu chấm ở dưới. Đó. Thành ra chúng ta dùng là chúng ta chỉ dùng thuần một dòng tư tưởng thôi. Dùng dòng tư tưởng Sanskrit thì chúng ta dùng thuần là những cái chữ mà xuất phát từ Sanskrit, còn không thì Pali thì Pali hết. Chứ khi chúng ta đem từ này qua, đem từ kia qua là người ta biết là mình hơi bị rối. Hơi bị rối. Rồi. Của cả hai hệ tư tưởng Phật giáo Pali Tipitaka và Sanskrit Tripitaka. Bây giờ cái lời tổ dạy thì nằm trong kinh hay là nằm ở trong văn học Phật giáo? Nãy giờ mình thấy toàn bộ rồi đó, văn học, văn hóa, rồi luận giải, sớ giải, rồi của cả hai hệ tư tưởng. Nhưng mà trong này có một số cái gọi là thí dụ như kinh Pháp Bảo Đàn nè, kinh Thắng Mang nè, có một số kinh thì sẽ đưa vào đâu? Sẽ đưa văn học Phật giáo hay là kinh điển? Có một số thì chỉ là đưa vào trong kinh điển Phật giáo mà không đưa vào văn học Phật giáo. Như kinh Thắng Mang, kinh Pháp Bảo Đàn, có một vài kinh, ba kinh hay bốn kinh thôi, con nhớ mãi mãi vậy đó. Thì như vậy là những cái kinh đó không đưa vào trong văn học Phật giáo mà đưa qua kinh điển Phật giáo. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu cái kinh điển Phật giáo là gì? Xuống hàng. Khi nói kinh điển Phật giáo, tức chỉ cho toàn bộ giáo lý của Phật hay lời Phật dạy. Đó, toàn bộ giáo lý của Phật hay lời Phật dạy. Trường hợp kinh Thắng Mang hay là kinh Pháp Bảo Đàn, tuy là lời của tổ dạy nhưng mà vẫn được xếp vào trong kinh điển Phật giáo, bởi vì cái lời dạy này nó mang tính chất là đưa con người đạt đến chân thiện mỹ, đời sống chân thiện mỹ, và sau khi chết thì tiến thẳng đến cái an vui giải thoát niết bàn. Cho nên được đưa trong đó bao gồm giới định tuệ, thì trong 37 phẩm trợ đạo luôn, trong cái kinh Thắng Mang và Pháp Bảo Đàn luôn có 37 phẩm trợ đạo. Thì như vậy là được xếp vào trong kinh, chỉ có mấy bộ kinh thôi. Rồi bây giờ chúng ta qua một phần tiếp theo nữa. Thì bây giờ
Trong kinh điển Phật giáo, trong kinh điển Phật giáo, cái chữ kinh này là bao gồm cái gì? Mình không nói trong văn học Phật giáo nghe, bây giờ mình tới bắt đầu là trong kinh điển Phật giáo này nè. Chữ kinh này bao gồm cái gì? Chúng ta hay bị lẫn lộn cái chữ kinh này đó. Trong kinh điển Phật giáo nha, tức là hồi nãy là mình học về văn học Phật giáo rồi, văn chương Phật giáo rồi, thì nó bao gồm tất cả những luận giải, sớ giải, những cái bài viết của các vị tổ. Nhưng mà nó không mang cái, nó chỉ trừ một hai bài viết của Kinh Pháp Bảo Đàn và Kinh Thắng Mang thôi, còn toàn bộ vẫn đưa vào văn học Phật giáo hết. Sau này tất cả những cái bài viết của chúng ta, dù là nó mang về bình luận hay là chú giải hay sớ giải, thì cũng vẫn đưa vào văn học Phật giáo. Chỉ có kinh điển, kinh điển này tức là chính thức là chỉ là những lời dạy của Đức Phật và giáo lý của Đức Phật, trừ thêm Kinh Thắng Mang và Kinh Pháp Bảo Đàn, một hai kinh thôi. Ngay cả của ngài mà các ngài luận sư Vô Trước Thế Thân cũng không được đưa vào trong kinh nữa đó. Thì bây giờ trong cái phần mà kinh điển Phật giáo thì cái chữ kinh này bao gồm cái gì? Chữ kinh này bao gồm cái gì? Thông thường thì mình nghĩ kinh này là bao gồm là năm bộ Nikaya, hoặc là kinh A Hàm, bốn bộ A Hàm. Nhưng mà thật sự nếu mà nói rộng ra thì kinh này nó bao gồm luôn là Tam Tạng Thánh Điển của hai hệ, của hai hệ, chứ không phải là chỉ có bao gồm trong cái tạng kinh không đâu. Thì theo nghĩa thông thường, chữ kinh chỉ cho những lời dạy của Đức Phật được kết tập trong năm bộ Nikaya, hay là tương đương với bốn bộ A Hàm. Nhưng mà chữ kinh theo nghĩa kinh điển Phật giáo, chữ kinh mà theo nghĩa kinh điển Phật giáo chỉ cho Tam Tạng Thánh Điển. Đó là chúng ta nhớ ha, là chữ kinh mà trong cái kinh điển của Phật giáo đó, in Buddhist scripture đó, người ta nói vậy đó, thì là kinh này là bao gồm Tam Tạng Thánh Điển, chứ không phải là chỉ có năm bộ Nikaya hay bốn bộ A Hàm đâu. Mình biết là năm bộ Nikaya với bốn bộ A Hàm có học rồi phải không? Thành ra là con không có triển khai thêm, tại vì con thấy có nhiều bài hay quá, thành ra cái nào tóm tắt được thì mình sẽ tóm tắt. Rồi bây giờ trong cái phần số 2, phân loại kinh điển Phật giáo đó, thì cái phần này vô cùng quan trọng. Con hệ thống như vậy để làm cho quý thầy cô sau này, quý thầy cô mà muốn nghiên cứu thì quý thầy cô sẽ biết rằng mình nghiên cứu cái gì. Cái gì mình đang nghiên cứu là thuộc về cái hệ nào? Mình đang nghiên cứu là thuộc về hệ Pali, hay là mình đang nghiên cứu thuộc về cái hệ A Hàm, hay là mình đang nghiên cứu ngoài cái hệ Pali, ngoài cái hệ A Hàm, mình đang nghiên cứu về kinh điển Phật giáo Đại Thừa. Thì trong cái này là một cái bảng thống kê như vậy thì con nghĩ là tương đối đầy đủ, gửi đến quý thầy cô. Thì bây giờ trong cái phần mà phân loại kinh điển Phật giáo thì chúng ta thấy chúng ta thấy là kinh điển của Phật giáo hệ Pali và hệ A Hàm, hệ Pali và hệ A Hàm được tính chung, được xếp chung là tại sao? Tại sao? Tại vì cái hệ A Hàm này không phải là cái hệ Đại Thừa, mà cũng không phải là cái hệ Nguyên Thủy. Nó là cái giai đoạn chuyển tiếp từ Phật giáo Nguyên Thủy, từ tư tưởng chứ phải Phật giáo, từ tư tưởng Nguyên Thủy cho đến tư tưởng phát triển. Từ tư tưởng, cái hệ A Hàm này là cái giai đoạn chuyển tiếp từ tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy sang lên tư tưởng Phật giáo phát triển. Nhưng mà tất cả những cái giáo lý trong hệ A Hàm này nó lại gần hơn với cái hệ tư tưởng hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên xếp hai cái Pali và A Hàm dẫn vô một. Chúng ta không thể nói là hệ A Hàm là đại diện cho Đại Thừa, không thể nói như vậy được. Hệ A Hàm không đại diện cho bất cứ một cái hệ nào hết, nó chỉ là một hệ đứng độc lập. Tại vì trong hệ A Hàm chúng ta vẫn tìm thấy tư tưởng Nguyên Thủy của Đức Phật, và trong A Hàm chúng ta vẫn có thể tìm thấy tư tưởng phát triển của Đại Thừa. Phát triển, cho nên là A Hàm đứng độc lập. Nhưng mà tại sao ông Phật giáo Nguyên Thủy ổng lại không lấy A Hàm, mà cái ông Phật giáo phát triển, tức là bây giờ mình gọi Đại Thừa đó, lại lấy A Hàm? Là tại vì cái ông Phật giáo Nguyên Thủy đã có kinh luật luận của ông Nguyên Thủy rồi. Ổng đã có rồi, ổng không lấy thêm. Còn cái hệ A Hàm này, trong khi cái ông Phật giáo Nguyên Thủy là tại vì ổng chỉ là trung thủy với cái tiếng Pali thôi,
Cho nên là ổng không chấp nhận bất cứ một ngôn ngữ nào khác, mặc dù là vào thời Đức Phật là tiếng Ma Kiệt Đà nè, tiếng Bali nè, tiếng Sanskrit nè, Đức Phật vẫn cho giảng hết rồi, ngay cả địa phương ngữ luôn. Nhưng mà cái ông Phật giáo Nguyên Thủy này, mặc dù ổng vẫn cho ông A Hàm tồn tại, nhưng mà ổng không chấp nhận ông A Hàm trong hệ thống tư tưởng Nguyên Thủy của ổng. Là tại vì ổng đã có cái hệ Bali, tất cả đều bằng Bali hết, không có một cái ngôn ngữ nào khác xen vào hết. Trong khi cái ông hệ A Hàm này, ổng lại không có gắn bó lắm với cái ông Phát Triển, nhưng mà ổng mang tư tưởng của ông Phát Triển, mà ổng cũng lại không có chịu sát nhập vô cái ông Nguyên Thủy. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Tại vì ông A Hàm này viết bằng hai ngôn ngữ, Bali và Sanskrit luôn. Tất cả kinh điển đều là được viết song song hai ngôn ngữ hết. Ổng hay có cái đó vậy đó. Chỉ có cái là cho tới khi nào mà ông A Hàm này ổng bị mất, ông A Hàm này ổng bị gần như là không còn tồn tại, sau này mình phục chế lại thôi. Cái A Hàm này, cái bốn bộ A Hàm này là phục chế lại là nhờ một cái thầy tăng. Các vị có học cái về cái Na Lăng Đà đó, thì nhờ hai cái gánh sách của hai vị tăng, mà khi mà vào cái phở Muslim á, người Muslim á, người Hồi giáo đó, họ đi xâm lấn á, khi họ đi xâm lấn rồi họ cơ bản là họ thấy ai đầu trọc là họ chặt đầu hết, chứ không phải là họ ghét Phật giáo, nhưng mà họ không để cho tôn giáo nào tồn tại. Bà La Môn giáo cũng không để tồn tại, mà Kỳ Na giáo cũng không tồn tại, Phật giáo cũng không tồn tại. Tại họ muốn là Hồi giáo là quốc giáo, chứ không phải họ ghét Phật giáo mình. Thì nhưng mà cái nhận biết dễ dàng hơn Phật giáo, viết dễ hơn, mình bị là gặp nạn nặng nhất là tại vì do là tu sĩ là bận y phục của tu sĩ. Trong khi người Bà La Môn giáo thì lúc đó lại là họ đâu có, họ cũng có phủi tóc, nhưng mà họ không sống nhiều ở trong chùa, họ không sống tập trung giống như mình, cho nên là họ sống rải rác ở nhà, rồi họ ban ngày họ đến chùa, rồi ban đêm họ về. Cái thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó đó, vì mình sống tập trung cho nên là sự gần gũi thân thiết với Phật tử mình không có nhiều, chỉ có một số người đi tiếp Phật tử thôi, còn đa phần tăng ni là ở trong nội trú. Thí dụ như vậy nè, Phật tử đến mình đâu có được tiếp, chỉ có ban chức sự tiếp thôi. Thành ra còn bên Bà La Môn giáo với Kỳ Na giáo đó thì họ tiếp tùm lum hết, thậm chí họ có thể đến phòng của cái vị trưởng giáo một cách dễ dàng, hoặc là đến bất cứ một cái vị nào họ tiếp. Thành ra khi mà Hồi giáo đến thì người ta thông báo kịp cho Bà La Môn giáo và Hồi giáo là có cái sự tiến quân như vậy đó. Thành ra là bên Hồi giáo với ý bên Bà La Môn giáo và bên Kỳ Na giáo nó thay đổi y phục kịp, nó thay đổi. Thành ra là nó quấn cái khăn lên, nó bận đồ giống như người đời. Thì còn cái đó là đâu có biết, đâu có chặt đầu. Do đó là Phật giáo nó tiến thẳng vào các cái trường tập trung, những cái nơi tập trung tu sĩ. Do đó Kỳ Lá chết là chết dữ lắm, gần 10.000 người tu sĩ mà. Trong số 12.000 người thì thoát được một ít, còn trên 10.000 người là chết, bị chặt đầu và bị chết cháy. Thì trong đó có hai vị sư là cũng là tu sĩ, khi nghe nói như vậy thì mới chạy thoát ra một cái đường ngõ ngập vậy đó. Thì khi ra đó thì thấy có một cái gánh mà hàng rong vậy đó, thì hai vị sư này mới chạy lên mấy cái màn của người ta, mới lấy cái y sa rong mà mình coi trong phim đó, phụ nữ đó dấn y sa rong đó, cái hai vị sư này mới dấn vô bên trong là cái chiếc y vàng, còn bên ngoài á là cái sa rong của người phụ nữ, rồi cái mới lấy cái phần mà cái tay áo đó mới che lên trên đầu, y hệt như một người nữ thôi. Thì hai vị sư này kịp bó ở trong cái đải của mình á là những cuốn sách A Hàm này, những sách A Hàm này viết bằng tiếng Phạn, tại vì hai vị sư này chọn ngôn ngữ Phạn ngữ để mà nghiên cứu, cho nên là đem được một số. Thì khi mà đem ra thì mới để ở dưới cái gánh đó, rồi mới chất rau ở trên cái gánh hàng rong đó. Thì khi mà tiến quân người Hồi giáo tiến quân vô thì thấy hai vị này tưởng là người đi buôn bán thôi, thành ra tha. Khi hai vị này mới đi về được Kashmir, hai vị này mới chạy về được tới Kashmir, thì tới lúc đó thì thất lạc một vị, còn chỉ còn có một vị thôi. Thì vị này xem cái hai vị cái này nè, vị này mới đem về gia đình đưa cho một người mẹ của mình. Cái vị còn lại đó, cái vị thất lạc đó là sau đó không biết, thì mới đưa lại cho người mẹ và mới nói rằng tại vị này kiệt sức rồi, mới nói rằng là con không còn đủ sức
để mà sống tiếp tục. Thành ra mẹ gìn giữ cái này. Nếu mà có gặp một vị cao tăng nào thì mẹ đem toàn bộ cái này mẹ giao lại cho vị cao tăng đó. À, tại vì kinh điển mà thầy này viết tay đằng tả đó, gọi là viết tay đó. Nhờ như vậy mà mình mới có những cái bộ lưu truyền. Thì sau rất là lâu sau này, bà mẹ mỏi mòn chờ đợi, không dám dời đi đâu hết, vị sư này cũng chết đi. Thì bà mẹ không dám đi, tại vì người con dặn như vậy cho nên chờ. Thì sau này có một số du tăng từ ở Trung Hoa qua, đi bằng đường Kashmir, đi bằng đường Afghanistan á, rồi đi qua Iran, đường tơ lụa đó, con đường tơ lụa đó, mới đi qua đó. Thì người mẹ nghe nói như vậy mới khăn gói nguyên một cái kinh điển, toàn bộ tài sản của con mình, trong đó là có cái đãi đựng nước nè, trong đó là có đủ thứ, nghĩa là tài sản của một tu sĩ nha, chứ không có giữ lại làm kỷ niệm cho mình bất cứ một cái gì hết. Và thì mới đi tìm băng rừng dược suối mà đi tìm những cái gì đó thì mới dâng lên. Thì đó là cái câu chuyện mà mình biết là nguyên nhân là tồn tại kinh điển A Hàm. Tại vì ở trong trường Đại học Na Lăng Đà thì lúc đó là bị đốt cháy hết, không còn một cái gì nữa hết. Đốt cháy tới 9 tháng luôn mà. 9 tháng mới xong toàn bộ cái 7 kho sách. 7 kho sách, 7 cái thư viện đó, trong đó tới 7 cái thư viện lận. Thì đây là một trong những cái sự tích mà mình biết là không biết là nó thực hư như thế nào. Nhưng mà người ta cho rằng nguyên nhân mà còn tồn tại những cái này là do như vậy. Rồi sau này thì khi mà các vị du tăng đó mà đi qua thì các vị mới tìm kiếm thêm, và có một số người thì cũng có đem cúng nạp thêm một số kinh, nhưng mà tất cả những kinh đó là kinh của Sanskrit không, kinh A Hàm không, mới tập hợp từ từ thành ra thiếu một bộ A Hàm đó. Nó là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta thấy nguyên nhân mà tại sao mình để kinh điển Phật giáo Bali và kinh điển Phật giáo hệ A Hàm là chung, là tại vì kinh điển Phật giáo hệ Bali và kinh điển hệ Phật giáo hệ A Hàm nó gần giống nhau, nhưng mà hai ông là phải để riêng Bali hoặc là A Hàm, chứ không có để chung. Là tại vì cái ông Bali á, ổng thuần về Bali thôi, ổng thuần về Bali, ổng không có nạp thêm cái ông nào nữa. Trải qua tới bây giờ ổng cũng không chịu là nạp thêm cái hệ Sanskrit, mà ổng cũng không chịu là tư tưởng Phật giáo phát triển nữa, ổng cũng không chịu. Tới bây giờ ổng không chịu đâu, ổng không chịu đâu, ổng thuần là của ổng thôi. Rồi cái ông A Hàm này thì tư tưởng rất là gần với cái hệ Bali, nhưng mà nó có thoáng hơn, là có mở ra. Chúng ta sẽ thấy thoáng nhiều nhất là ở trong cái tư tưởng của tạp A Hàm á. Trường A Hàm mà cũng có hơi khác, nhưng mà tạp A Hàm chúng ta thấy thoáng nhiều hơn. Nhưng mà ông A Hàm này thì ổng lại viết bằng song song hai ngôn ngữ, một ngôn ngữ Pali và một ngôn ngữ Sanskrit. Trong cái kinh điển của A Hàm thì chứa cả tư tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy và chứa cả tư tưởng Phật giáo phát triển, cho nên chúng ta để ở trong cái kinh điển Phật giáo hệ Pali và hệ A Hàm. Thì trong cái hệ Pali và hệ A Hàm đều có đủ kinh luật luận. Kinh điển Phật giáo hệ Pali, kinh điển Phật giáo hệ A Hàm, tạng luật hệ Pali và tạng luật hệ A Hàm. Sau này thì chúng ta thấy tạng luật hệ A Hàm không viết bằng tiếng Sanskrit nữa, mà viết bằng tiếng Hoa, chuyển ngữ đó. Cho nên là bị mình mới để là hệ Hán tạng. Nhưng mà thật sự là Phật giáo Đại Thừa không có luật tạng. Phật giáo Đại Thừa chuyển ngữ từ Sanskrit, từ Phạn Tạng lên. Thành ra chúng ta thấy là Đại Thừa có luật tạng, là luật tạng của hệ A Hàm đó. Rồi, trong cái tạng luận của hệ Pali và tạng luận của hệ A Hàm, thì tạng luận của hệ A Hàm là chuyển ngữ sang Hán Tạng. Chúng ta có những cái luận giải, sớ giải của các vị tổ sư sau này. Rồi, bây giờ chúng ta nói về cái kinh điển Phật giáo của hệ Hán Tạng. Kinh điển Phật giáo tức là mình nói chung kinh luật luận nha, chứ mình không nói một bản kinh nào đó. Trong cái kinh điển Phật giáo đó có kinh. Thì kinh điển Phật giáo hệ Hán Tạng, thì hệ Hán Tạng thì chúng ta thấy là luật trừ cái luật thôi, là không có Phật giáo Đại Thừa không có luật tạng, mà chỉ lấy cái luật tạng của A Hàm chuyển ngữ sang làm cái luật của Phật giáo Đại Thừa. Rồi bây giờ trong kinh điển Phật giáo hệ Hán Tạng đó,
Thì ở trong này thì chúng ta thấy không có giống như kinh điển Phật giáo hệ nguyên thủy là gồm có năm bộ Nikaya, trường bộ, trung bộ, không có. Mà trong này thì chỉ có những cái bộ kinh chia theo dòng thời gian và chia theo tư tưởng mà thôi. Thì ở trong này thì con thấy là cái chính là phân chia theo trình độ căn cơ. Nhưng mà con cũng có một số cái gợi ý ở đây khi con học bên kia đó, học bên bển đó, thì có những cái bài kinh mà chúng ta cần phải biết cái dòng văn học, có 5 dòng văn học tất cả. 5 dòng văn học này tượng trưng cho 5 khoảng thời gian khác nhau, đều được sắp theo thứ tự, chứ không phải là mình muốn nói dòng văn học nào trước cũng được, không phải. Đầu tiên là cái dòng văn học Bát Nhã nó xuất hiện. Rồi sau dòng văn học Bát Nhã kế thừa cái tư tưởng Bát Nhã nhưng không chấp nhận quan điểm nào của Bát Nhã thì mới tới Như Lai Tạng. Rồi sau cái ông Như Lai Tạng này là ông không có chịu, cái ông Duy Thức không có chịu. Ông Duy Thức ông không chịu, ông tách ra. Ông mới nói rằng Phật tánh không phải ai cũng có. Trừ một số trường hợp là Phật tánh không có, cho nên ông xuất hiện dòng văn học Duy Thức. Rồi sau cái ông Duy Thức này là cái ông Mật Tông. Rồi trong cái dòng văn học Linh Tinh này nó nằm ở đâu? Dòng văn học Linh Tinh này nó không phải kế thừa ông Mật Tông, cũng không phải kế thừa ông Duy Thức, cũng không phải kế thừa ông Như Lai Tạng. Mà dòng văn học Linh Tinh này nó có rải rác từ dòng văn học Bát Nhã cho đến Mật Tông luôn. Nơi nào ổng cũng có, tại vì văn học Linh Tinh có nghĩa là gì? Dòng văn học Linh Tinh này có nghĩa là những cái đời sống hàng ngày của Tăng Ni, của người Phật tử. Thì giống như bây giờ mình nói là bây giờ dòng văn học Linh Tinh, bây giờ thêm cái niệm Phật á, ai cũng niệm được, không chỉ riêng người xuất gia niệm mà Phật tử cũng niệm được. Rồi ai cũng có thể hành trì bất cứ nơi nào, thì tại vì nó dễ hội nhập. Cho nên là dòng tư tưởng Bát Nhã thì nó cao quá. Nhưng mà bên cạnh một số vị, người ta không thể nào hiểu Bát Nhã là gì, người ta cũng không thể nào nói Bát Nhã, người ta cũng không thể thực hành theo cái kinh điển Bát Nhã. Thì lúc đó lại là có một số cái phương pháp hành trì nó đơn giản, nó phù hợp. Cho nên dòng văn học Linh Tinh này mặc dù để thứ năm nhưng mà thật sự nó có hết ở trong các cái giai đoạn Bát Nhã, Như Lai Tạng, Duy Thức, Mật Tông. Đó, thì phân tích như vậy để chúng ta thấy, chứ không phải là dòng văn học Linh Tinh là cái dòng văn học xuất hiện cuối cùng. Thì bây giờ dòng văn học Bát Nhã thì ở đây cái tài liệu, mấy thầy cô có tài liệu của những vị đi trước chưa? Có tài liệu những vị đi trước chưa? Thôi bây giờ không sao. Cái này là tuy là nó quan trọng lắm nhưng mà muốn thi không thi cũng được, không sao. Nhưng mà tại vì con thấy hay quá, con muốn chia sẻ, rất là hay. Bây giờ dòng văn học Bát Nhã nó xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Cái chữ trước công nguyên mình ghi làm sao? BC ha, chữ B rồi chấm chữ C, before Christmas ha, là cái chữ đó đó, chữ BC đó. BC nè, từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên như vậy đó, thì mình để vậy nè. Rồi thí dụ như sau công nguyên là AD, after the date. Rồi dòng văn học Bát Nhã xuất hiện từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên cho đến gạch ngang thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Như vậy là nó 4 thế kỷ nó tồn tại rất là lâu dài. Dòng văn học Bát Nhã này còn gọi là cái gì? Dòng văn học Bát Nhã này còn gọi là dòng văn học phủ định biện chứng. Đó, chúng ta thường hay học logic á, cái môn logic học á. Phủ định biện chứng còn gọi là dòng văn học phủ định biện chứng. Phủ nhận các phạm trù. Phủ nhận các phạm trù nhưng mà khẳng định cái gì? Phủ định biện chứng ở đây là nói vậy gì mà mình học cái môn này chưa? Phủ định biện chứng thì phủ nhận các cái phạm trù nhưng mà khẳng định cái gì? Khẳng định gì? Dòng văn học Bát Nhã này khẳng định tính nhất nguyên. Phủ định các phạm trù nhưng mà khẳng định tính nhất nguyên. Tức đi từ hiện tượng đến cái không, cái tuyệt đối. Bây giờ trong dòng văn học này thì chúng ta thấy tượng trưng thôi chứ nhiều lắm. Trong dòng văn học này chúng ta thấy tượng trưng nổi bật nhất là ba tư tưởng. Đó là
Thứ thứ nhất là văn chương Bát Nhã, phải không? Mahaprajna Paramita Literature đó. Rồi cái thứ hai là của ai? Tư tưởng Bát Nhã là của ai? Tư tưởng Bát Nhã của ai? Đại trí độ luận của Ngài Long Thọ vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Đại trí độ luận của Ngài Long Thọ, mở ngoặc đóng ngoặc 2AD. 2. Ngài có công, Ngài Long Thọ đó, Ngài có công hệ thống toàn bộ văn học Bát Nhã. Ngài có công hệ thống toàn bộ văn học Bát Nhã là do Ngài Long Thọ. Cái thứ ba, trong văn học Bát Nhã này còn một hệ tư tưởng nữa, đó là gì? Gì? Thí dụ như bây giờ mình nói cái đó là mình biết nó trong cái dòng văn học Bát Nhã rồi. Và mình biết cái dòng văn học này nó xuất phát ở giai đoạn nào. Đó, cái hệ thống mà con muốn trình bày cho mấy thầy cô để sau này mình nghiên cứu hơn lên, hoặc khi mình đi giảng á, thì nó dễ. Thì còn cái thứ ba là cái gì quan trọng? Tư tưởng gì? Tư tưởng gì? Sunyata là gì? Tánh không. Đó, tư tưởng tánh không, Sunyata. Thì Ngài Long Thọ này là Ngài có công nhất. Ngài Long Thọ tức là mình rất là nhiều, nhưng mà đại khái là mình sẽ biết về ba cái hệ tư tưởng này. Nó thuộc về dòng văn học Bát Nhã, nó xuất hiện từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Ngài Long Thọ này là ở đâu, người ở đâu? Người của Nam Ấn. Người của Nam Ấn. Ngài Long Thọ này, ngài rất giống như người, nếu mà mình nhìn ở trong cái tượng mà ngài tạc á, thì nó rất giống như cái người mà Campuchia vậy đó, đen thấp mà mập. Người Nam Ấn họ vậy đó, họ không giống như người Bắc Ấn. Người Bắc Ấn rất là cao trắng, mà giống như lai của người Iran, Iraq, Pakistan. Nhưng mà người Nam Ấn hoàn toàn nó khác lại, nó thấp, nó đen mà nó mập. Thì ngài Long Thọ này là cứu tinh của Phật giáo chúng ta ở giai đoạn mà thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên và sau Công Nguyên đây. Không biết là Ngài xuất hiện như thế nào thật sự, mà để cái đại trí độ luận của Ngài Long Thọ vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên là hoàn tất, chứ không phải là Ngài làm ở thế kỷ thứ hai. Khi mà người ta hoàn tất, người ta phát hiện ra cái bộ đại trí độ luận này là ở thế kỷ thứ hai. Nhưng mà có nhiều người cho rằng Ngài xuất hiện ở thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên chứ không phải sau Công Nguyên, hoặc là trễ nhất là thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên thôi, chứ không có phải sau Công Nguyên. Nhưng mà người ta phát hiện ra cái bộ này là cái bộ hoàn chỉnh nhất của tư tưởng Bát Nhã thì lại là ở thế kỷ thứ hai, cho nên người ta mới để cái thứ hai đó. Thì Ngài Long Thọ này là cứu tinh của Phật giáo mình. Cái câu chuyện mà chúng ta biết đó, câu chuyện là Ngài mở ra một cái trang sử của Phật giáo phát triển mà bây giờ gọi là Phật giáo Đại Thừa là chính Ngài đó. Ngài Mã Minh nữa, nhưng mà Ngài Mã Minh thật sự là ít biết. Ngài rất là nổi tiếng nhưng mà về lịch sử của Ngài mình không biết nhiều. Nhưng mà về mình cũng không biết là thật sự quê quán của Ngài Mã Minh ở đâu, xuất thân của Ngài Mã Minh ở đâu. Nhưng mà về Ngài Long Thọ này là mình biết rất là rõ quê quán, trú xứ, gia đình của Ngài. Mình biết rất, nghĩa là mình có thể đến tận nhà của Ngài. Ngày xưa đó, cái nền nhà xưa người ta, bây giờ người ta xây cái tháp để người ta thờ Ngài đó. Và cái làng của Ngài Long Thọ ở từ cái lúc mà còn đứa bé, rồi cha dẫn vô chùa, rồi Ngài ở trong chùa luôn với mấy sư, chứ Ngài không chịu đi nữa đó. Thì vẫn còn nguyên cái làng Long Thọ luôn. Rồi bây giờ cái trường đại học mà vua Ngài quý quá, sau cái trận chiến mà với các cái mà tôn giáo lớn ở tại Na Lăng Đà đó, thì khi mà vua mới quý Ngài quá, vua mới cho mở một cái trường đại học, gọi là trường đại học Nagarjunakonda University đó, ở ngay cái làng của Ngài. Mà cái trường đại học nó đẹp lắm, là nghĩa là xung quanh là nghĩa là dành đặt nghĩa là đặt cách cho Ngài luôn. Xung quanh là toàn là biển với sông lớn không, chính giữa có nguyên một cái hòn đảo rất là đẹp, và cho là mở cái trường đại học ở đó. Và bây giờ trường đại học đó vẫn còn cái nền, nhưng mà đã làm cái gọi là cái viện bảo tàng Long Thọ. Cho nên Ngài Long Thọ thì mình biết rất là rành về lịch sử của Ngài, thân thế, xuất thân và tư tưởng. Còn Ngài Mã Minh cũng là một trong những người mà đại diện phát triển cho tư tưởng Phật giáo Đại Thừa sau này. Nhưng mà vì mình không rành và Ngài Mã Minh, Ngài xuất thân. Có người nói rằng Ngài xuất thân từ Kashmir,
tức là đi ngược lại con đường của Ngài Long Thọ, đi lên phía Bắc. Nhưng mà cũng có người nói rằng Ngài xuất thân từ ở Afghanistan qua, vân vân. Thì cái đó là mình không rành, nhưng mà Ngài Mã Minh là một trong số những vị mà cao tăng rất hiếm để mà giữ vững cái nền móng của Phật giáo và làm cho cái tư tưởng Phật giáo phát triển để mà sau này là Đại Thừa đó là vững chắc ở chẳng những ở trong đất nước Ấn Độ mà còn đi ra các nước ở phương Bắc. Các nước phương Bắc thì các nước ở như có lên Afghanistan là phương Đông nhưng mà không phát triển lắm, nhưng mà đi ngược về phương Bắc để qua Trung Quốc rồi vào Hàn Quốc rồi qua Nhật rồi xuống Việt Nam là rất là mạnh. Thì Ngài Long Thọ này là Ngài có công rất là lớn đối với Phật giáo chúng ta, không phải là chỉ có Phật giáo phát triển không đâu, Ngài có công giữ lại cái bản sắc của Phật giáo nguyên thủy và phát triển lên cho Phật giáo phát triển. Nếu không có Ngài Long Thọ này là Phật giáo chúng ta là đã mất rồi. Phật giáo chúng ta là mất, không phải đợi cho tới Ngài A Dục Dương đem Phật giáo ra nước ngoài đâu. Tại vì vào cái thế kỷ mà thứ nhất trước công nguyên đó, có một cái trận gọi là sự thanh trừng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Có một cái sự thanh trừng lẫn nhau giữa các tôn giáo. Thì trong đó là cái ông đối tượng mà giữ lớn nhất mà họ sợ đó là ông Phật giáo. Nhưng mà thật sự là bên trong ông Phật giáo này đã có mầm mống là nó yếu rồi. Không còn xuất hiện những bậc cao tăng, hoặc là những bậc cao tăng mà đạt thánh quả thì họ đi đâu mất tiêu rồi. Họ không còn ở thị tứ để mà quá độ nữa. Cho nên họ biết được như vậy. Nhưng mà vì cái thế lực của Phật giáo lúc đó vẫn còn mạnh là do là vua chúa ủng hộ. Vua chúa ủng hộ rất là nhiều. Và cái số đông của tu sĩ thì vẫn còn đông. Mình cho tới cuối thế kỷ 12, đầu thế kỷ thứ 13 mình mới bị diệt vong mà. Tức là 113 thế kỷ sau mình mới bị. Còn lần này mới thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thôi. Thành ra lúc đó Phật giáo mạnh lắm. Đức Phật mới vừa nhập diệt có 400 mấy chục năm thôi, đâu có nhiều. Cho nên là vua chúa ủng hộ nè, tu sĩ rất là đông, chùa chiền thì lúc đó là mọc lên liên tục, rồi Nam Tiến nữa, mình Nam Tiến mà, cho nên mới có Ngài Long Thọ đó. Mình Nam Tiến thì lúc đó là bây giờ là biết rằng trong số những vị cao tăng này có một số vị đã đi đâu mất tiêu rồi, có thể là họ ẩn cư, họ tu luôn, những bậc thánh, thành ra không còn người tài giỏi, bây giờ là làm một cuộc thanh trừng, dẹp cái ông Phật giáo này trước. Rồi sau đó rồi các ông tôn giáo khác mới là kiếm cái ngôi vị bá chủ, nghĩa là làm bá chủ của đất nước Ấn Độ, thì là gọi là quốc giáo đó. Thì lúc đó là sao? Lúc đó là chư tăng bắt đầu rung rồi. Những chư tăng mà có học thật tu nhưng mà chưa đắc quả, chưa đắc quả, thật sự là thật học thật tu nhưng mà không có đắc quả, thì bây giờ bắt đầu hơi rung rồi, bây giờ mới bắt đầu đi tìm. Thì Ngài Long Thọ này ở Nam Ấn, tức là cách Sri Lanka bằng có mấy tiếng đồng hồ đi có mấy tiếng đồng hồ đi tàu thôi, còn máy bay thì đi có 30 phút thôi, tức là nó gần ra biển đảo Sri Lanka đó, cái đảo Nagarjunakonda này nè, cái làng này nè. Thì đêm đó Ngài nằm chiêm bao, Ngài thấy máu không à, Ngài thấy một cái sự thanh trừng mà máu bằng máu không. Thì lúc đó ba ngày cũng thấy giống y hệt như vậy, tức là ông thân sinh mà dẫn Ngài đi tu á, lúc mà còn lẩm đẩm bước đi vậy nào, thì hai cha con cùng thấy một giấc mộng là thấy máu không, và thấy có một sự sát phạt giữa các tôn giáo, nghĩa là tất cả những người đầu trọc mà giải quyết vấn đề với nhau không, chứ không có chính quyền ở trong đó. Thì Ngài mới bấm tay, khi Ngài thức dậy thì Ngài mới bấm tay và Ngài biết rằng cái hạn của Phật giáo đã đến, nhưng mà có thể cứu giúp được. Thì sáng ngày hôm sau thì hai cha con ngồi uống trà. Ông thân sinh ổng đi vô chùa của Ngài thì mới nói là cái cuộc gặp mà cái giấc chiêm bao, thì Ngài cũng nói là Ngài cũng có thấy chiếc chiêm bao vậy, và chính người cha khuyên Ngài là phải đi Nam Tiến, phải đi Bắc Tiến liền, từ Nam mà đi Bắc liền, đi lên Na Lăng Đà là thuộc phía Bắc, thì khuyên đi trong ngày trong đêm luôn, nghĩa là đi phải cho nó kịp. Thì lúc đó là Ngài biết là Ngài mang trong người cái sứ mệnh rất là lớn, và Ngài khấn nguyện là Ngài nói nếu mà Ngài mang cái trọng trách mà chấn hưng Phật giáo và phát triển thêm một số tư tưởng mà Ngài thấy rằng tư tưởng Phật giáo nguyên thủy không đáp ứng được với cái thời đại xã hội lúc bấy giờ, thì cho cái sự việc của cái việc làm của Ngài sắp tới đây nó sẽ được là thành tựu, và Ngài sẽ chuyển hóa được rất là nhiều người, và Ngài sẽ gặp nhiều cái thuận duyên để mà Ngài phát triển tư tưởng Đại Thừa, là mình gọi là lúc đó là mình gọi là tư tưởng phát triển đó,
chứ chưa có đại thừa, chưa xuất hiện đó. Thì lúc đó là ngài đi đêm, nghĩa là ngài nghỉ rất là ít, ngài nghỉ. Thì trong cái cuộc chiến đó là có một cái sự thử thách về cái tư tưởng và cái thần thông, về giáo lý và thần thông luôn, về tư tưởng cả, nghĩa là thi thố luôn. Thi thố thì ngài mới đưa ra là nếu mà bên thắng, cái người thắng cuộc thắng tất cả các cái 12 hay 13 cái tổ chức tôn giáo đó, trong đó là có 6 cái ông rất là lớn, Kỳ Na nè, Bà La Môn nè, rồi thêm những cái 6 cái luật sư ngoại đạo đó, luật sư ngoại đạo, cộng 6 cái ông mà hơi nhỏ hơn một chút xíu. Thì bây giờ nếu mà Phật giáo mà thắng thì mấy ông này sao? Thì mấy ông mới nói á, nếu mà cái tổ chức nào mà thắng á, cái nhóm nào mà thắng á, thì tất cả các cái phần còn lại sẽ sáp nhập vào trong cái ông thắng đó. Còn nếu mà không sáp nhập á, thì tự giải tán chứ không được mà xưng hùng xưng bá nữa. Đó. Mà Phật giáo cũng vậy. Nếu Phật giáo thua thì Phật giáo hoặc là phải sáp nhập vô, còn nếu không thì Phật giáo phải giải tán hết. Thì nghĩa là đưa ra cái quy luật của cái trò chơi như vậy đó. Thì sau đó cái cuộc thi giáo lý, thi tư tưởng nè, rồi thi thần thông, ngài đều thắng hết. Ngài đều thắng, nghĩa là thắng một cách dễ dàng, chứ không phải là thắng một mình ngài thôi. Cái cuộc thi nó diễn ra 3 năm. Nó diễn ra tới 3 năm. Mà ngài không bị mất sức, không gì hết luôn. Thì cuối cùng rồi á, cho nên mình mới thấy là các cái 6 cái tổ chức mà ngoại đạo, 6 ngoại đạo tới sau này đâu phát triển nữa, đâu ai đề cập đến nữa. Giai đoạn đó là kết thúc. Thì trong đó chỉ có 2 cái tổ chức là sáp nhập vào Phật giáo thôi, là đi theo tín đồ đi theo, còn 6 ông kia tự tử hoặc là đi rút vô rừng hết, nghĩa là không, gọi là không chấp nhận Phật giáo. Nhưng mà bây giờ là phải tôn trọng cái kết quả của cái quy luật đưa ra, là nếu mà thua thì phải sáp nhập, còn không thì phải tự giải tán. Thì chỉ có 2 ông là sáp nhập, còn 4 ông là giải tán hết. Không biết là bây giờ là không biết là ở đâu, hay là sau đó là không có lịch sử nào đề cập đến mấy ông này. Còn toàn bộ các vị thần, các vị thần mà chứng kiến cái buổi lễ mà cuộc chiến đấu đó, các vị thần đó thì ngài mới hỏi là bây giờ các ông, là bây giờ các ông về rừng, các ông tiếp tục sống cái cuộc sống của các ông, hay là các ông quy nhập vào đạo Phật. Thì những người nào mà quy nhập vào đạo Phật thì ngài đặt tên lại hết. Cho nên bên Phật giáo phát triển mình có thần nhiều lắm, thần nhiều dữ lắm. Tại mình thấy chỉ tượng trưng cho một số vị thần mà thờ ở trước cái cổng chùa thôi, một số ít thôi, nhưng mà thần mình nhiều lắm, đặt tên rất là nhiều thần. Bên Phật giáo Nguyên Thủy thì cũng có, Đức Phật cũng có đề cập, nhưng mà không có nhiều, là do cái công lao của ngài Long Thọ quy y. Ngài quy y xong rồi ngài cho pháp danh, tức là tên của những vị thần, và các vị thần đó trở thành thần hộ pháp của Phật giáo mình, các vị đó đó. Thì như vậy cái công của vị này lớn lắm. Ngài là một trong những người xuyển dương tư tưởng Đại Thừa ở cái thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Thật sự thế kỷ thứ 2 trước công nguyên là ngài Mã Minh chứ không phải ngài Long Thọ. Ngài Mã Minh có trước, nhưng mà bây giờ mình không tìm được cái lịch sử của ngài Mã Minh. Mã Minh tới 2 Mã Minh lận, trước công nguyên, trước thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, rồi thế kỷ thứ 2 sau công nguyên cũng có một Mã Minh xuất hiện. Thành ra mình không biết là Mã Minh nào. Mình không biết Mã Minh nào, nhưng mà phải nói rằng có ngài Mã Minh. Và tại vì chắc không ai ghi sử lại, hoặc là không tìm kiếm được cái lịch sử của ngài, cho nên là mình không đề cập. Nhưng mà ngài có cái ngài Mã Minh và ngài Long Thọ là những người mà có công với Phật giáo rất lớn ở giai đoạn chuyển tiếp. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái dòng văn học Như Lai Tạng. Dòng văn học Như Lai Tạng thì bắt đầu từ xuất hiện sau cái dòng văn học Bát Nhã là thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, mở ngoặc ra thế kỷ thứ nhất sau công nguyên cho đến tồn tại dòng văn học Như Lai Tạng này, lẽ là tới cái thị thứ 7 sau công nguyên. Không có nghĩa là bây giờ dòng văn học Bát Nhã này mất, không có nghĩa là dòng văn học Như Lai Tạng này mất, nhưng mà cái đỉnh điểm phát triển á là từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 7 là đỉnh điểm phát triển. Bây giờ vẫn còn tư tưởng Như Lai Tạng mà, vẫn còn tư tưởng Bát Nhã. Nhưng mà nghĩa là đề cập ở đây là đề cập cái đỉnh điểm phát triển của cái tư tưởng văn học thuộc cái dòng này. Dòng văn học Như Lai Tạng thì từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên.
mình gọi là Tathagata Gappa đó, literature đó, không? Hay còn gọi là gì? Hay còn gọi là văn học gì? Dòng văn học Như Lai Tạng hay còn gọi là dòng văn học gì? Hay còn gọi là dòng văn học gì? Học hết trơn rồi, thấy không? Học hết trơn rồi, thấy không? À, hay còn gọi là dòng văn học Phật tánh, đó. Hay còn gọi là dòng văn học Phật tánh Buddha Nature đó. À, hay còn gọi là dòng văn học Phật tánh. Dòng văn học này được chia thành 3 giai đoạn. Dòng văn học này được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là ở thế kỷ thứ nhất. Trong giai đoạn này thì có những cái tư tưởng và những cái văn chương văn học là phát triển mạnh nè. Văn học thứ nhất là thế kỷ thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là thế kỷ thứ nhất, phải không? Giai đoạn này gồm Đại Thừa Khởi Tính Luận. Thứ hai là Kinh Như Lai Tạng. Thứ ba là Kinh Thắng Mang. Đại Thừa Khởi Tính Luận của ai? Dạ, của ai? Của ngài ai? Của Lâm Thọ hay Mã Minh? Mã Minh Asvagosa. Rồi, chứ không phải của Lâm Thọ nha. Mình phải nói dứt khoát, phải nói rõ ràng, phải nói mạnh dạn lên. Mình là bây giờ là không còn lưỡng lự nữa. À, không còn lưỡng lự nữa. Nói nghĩa là vừa hỏi tới. Cái phương pháp học của người Tây Tạng hay lắm, giúp cho mình một cái tự tin vững vàng lắm. Người ta mới vừa đặt câu hỏi, người ta đặt câu hỏi về cái người ta đánh gọi là debate đó, đánh hai cái tay lại vậy nè, vừa đánh xong là chỉ một cái là mình phải trả lời liền, mình mà ngập ngừng là cho rớt liền. Thành ra là cái giá trị mà cái bằng tốt nghiệp của Phật giáo Tây Tạng rất là cao. Họ không có học chữ viết giống như mình đâu, họ học kinh gì đó có sẵn bài vậy đó họ học. Rồi họ thảo luận, họ đàm luận với nhau. Rồi bắt đầu buổi chiều nào họ cũng ra họ debate hết. À, họ đập cái tay vậy nè, họ đập một cái chát, rồi họ đẩy cái tay xuống như vậy là họ chỉ người đó là người đó phải trả lời. Thành ra từ lớp 1, từ sơ cấp mà lên trung cấp và lên đại học là họ học vậy không, cho nên khi họ ra họ rất tự tin. Họ rất là tự tin, họ trả lời, nói chuyện một cách dứt khoát đó. Họ ít khi nào mà viết bài lắm. Họ... Tại vì họ sống tập thể mà một cái phòng như thế này là cả mấy chục người ở mà. Chỉ có cái giường 8 tấc thôi. À, cái giường 8 tấc thôi với một cái kệ để trên cái giường để mà làm họ rồi cái bài kinh á. Họ học cứ rì 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 rì. Nhưng mà họ đi ra ngoài họ học. Họ đi họ cầm cái chùy đó. Họ đi họ học chứ họ ít khi nào họ học trong phòng lắm. Rồi giai đoạn 1 gồm Đại Thừa Khởi Tính Luận của Ngài Asvagosa, rồi Kinh Như Lai Tạng, rồi Kinh Thắng Mang. Rồi Kinh Thắng Mang mở ngoặt ra thế kỷ thứ 3. Thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Rồi tới kinh gì nữa? Còn một kinh gì nữa ở giai đoạn 1 của cái văn học, dòng văn học Như Lai Tạng? Kinh gì nữa? Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn đầu thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên. Đó, chúng ta nhớ nha, ở cái giai đoạn đầu của cái dòng học văn học Như Lai Tạng thì gồm có đại diện tiêu biểu là 4 tư tưởng, là 4 kinh luôn đó. Thì cái kinh Đại Bát Niết Bàn chấm. Giai đoạn này văn học Như Lai Tạng không đề cập A Lại Gia Thức, tức là bắt đầu chuyển qua giai đoạn 2 rồi đó. Giai đoạn này văn học Như Lai Tạng không đề cập A Lại Gia Thức. Không đề cập A Lại Gia Thức là bắt đầu có sự chuyển rồi đó. Rồi, tới giai đoạn 2. Giai đoạn 2 của dòng văn học Như Lai Tạng là từ thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Thế kỷ thứ 4 sau Công Nguyên cho đến thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Giai đoạn này đề cập đến A Lại Gia Thức, tức là giai đoạn 1 là không đề cập A Lại Gia Thức ha, thức mấy? Thức A Lại Gia Thức thứ mấy? Thứ 8. Cứ trả lời mạnh dạn đâu có sao đâu. À, giai đoạn này đề cập đến A Lại Gia Thức và Như Lai Tạng. Nhưng không nói rõ
chỉ có bàn bạc thôi. Bàn bạc là có đề cập đến A Lại Gia Thức, nhưng mà không có nói rõ mối quan hệ giữa hai khái niệm này. Không có nói rõ, nghĩa là họ đã, các vị tổ mình nó phát hiện có một cái gì đó, và đã thấy phát hiện thêm một cái thức nữa, gọi là thức thứ 8 đó, A Lại Gia Thức đó. Nhưng mà không có nói rõ là giữa cái thức thứ 8 này và Như Lai Tạng có mối quan hệ gì hay không. Nhưng không nói rõ mối quan hệ giữa hai khái niệm này, đó là kinh gì? Như kinh gì? Kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác mình thấy rất là rõ ha. Thì giai đoạn này, giai đoạn thứ 4 và giai đoạn thứ 5 này xuất sắc là có ai? Giai đoạn thứ 4 và giai đoạn thứ 5 này rất là xuất sắc nè. Là thường là mình học là giai đoạn này không? Đó là Ngài Thế Thân và Vô Trước. Hai anh em Thế Thân và Vô Trước. Rồi tới giai đoạn thứ 3. Thường là mấy giờ mình nghỉ ra chơi ha? Hồi nãy là bác Tài nói con là 10 giờ con phải kết thúc, đặng đi xuống, đặng đi về. Mà mỗi một lần như vậy mình mất 15 phút. Phải không? Mỗi lần vậy mình tới 10 giờ 15, thầy Nhật Từ nói con là 10 giờ 15 mới kết thúc. Mà bác Tài thì nói là 10 giờ là đi xuống cho lớp nghỉ. Mình cứ cộng đi mỗi ngày là mình mất 15 phút là biết bao nhiêu giờ của mình. Phải không? Phải không? Rồi giai đoạn 3. Giai đoạn 3 từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Giai đoạn 3 từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên. Giai đoạn này nói rõ mối quan hệ. Giai đoạn này nói rõ mối quan hệ giữa A Lại Gia Thức và Như Lai Tạng. Đó, chúng ta thấy. Đó là kinh gì? Giai đoạn này nói rõ mối quan hệ giữa A Lại Gia Thức và Như Lai Tạng là kinh gì? Điển hình thôi. Kinh Lăng Già, đúng như vậy. Thành ra mình biết rồi. Và toàn bộ ba giai đoạn này nó nằm ở trong cái dòng văn học gì? Như Lai Tạng. Mà dòng văn học Như Lai Tạng này xuất phát từ giai đoạn nào? Thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 7 sau công nguyên đó. Ai mà nói sai một cái là mình biết liền hả? Nhưng mà mình đừng có nói lại thôi. Nhưng mà mình biết là chưa nghiên cứu nó chính xác. Hoặc là mình muốn đóng góp thì mình nói nhẹ thôi. Chứ mà mình, tại vì mình học qua rồi mình biết, mình nghiên cứu qua rồi mình biết. Rồi tới thứ 3 là tới dòng văn học duy thức. Dòng văn học duy thức. Trong cái khoảng mà dòng văn học Như Lai Tạng mà đang ở đỉnh điểm cao phát triển thì ông duy thức này có một nhóm người cũng nghiên cứu về cái duy thức, không chấp nhận Như Lai Tạng. Thì dòng văn học duy thức này xuất phát từ thế kỷ thứ 4 cho đến thế kỷ thứ 7. Mở ngoặc ra thứ 4 sau công nguyên cho đến thứ 7 sau công nguyên. Dòng văn học duy thức này không chấp nhận, nghĩa là không chấp nhận Phật tánh là tánh bình đẳng. Không chấp nhận Phật tánh là tánh bình đẳng có trong tất cả chúng sanh. Không có chấp nhận. Cho rằng Phật tánh chỉ là một trong năm chủng tánh. Cho rằng Phật tánh chỉ là một trong năm chủng tánh. Chủng tánh gọi là chủng tánh là gì? Là chủng tử của chúng sanh đó, gọi là chủng tánh. Cho rằng Phật tánh chỉ là một trong năm chủng tánh. Mở ngoặc ra chủng tử của chúng sanh. Thì năm chủng tánh đó là gì? Một trong năm chủng tánh đó là gì? Thứ nhất là chủng tử Phật. Thứ hai là chủng tử Bồ Tát. Thứ ba là chủng tử Thanh Văn. Thứ tư là chủng tử Nhân Thiên. Nhân Thiên vô một nhóm. Chủng tử Nhân Thiên. Thứ năm là chủng tử gì? Mình hay nghe đó. Nhất Xiển Đề. Cái ông duy thức này ông nói là Phật tánh chỉ là một trong năm chủng tử thôi, chứ không phải bao gồm hết. Nhất Xiển Đề. Nhất Xiển Đề chấm. Nhất Xiển Đề không bao giờ thành Phật do không quân tập chủng tử Phật. Và nó cũng không có Phật tánh. Tức là Nhất Chuyển Đề không có Phật tánh. Và nó
không có Phật tánh, do vậy không bao giờ thành Phật. Ông này ông khẳng định mạnh dạn ghê chưa. Rồi bây giờ tới cái thứ tư là dòng văn học Mật Tông. Mật Tông thì mình rành quá rồi phải không, gần gũi với mình. Mật Tông sau này qua mình nhiều lắm. Và thời gian này là Mật Tông qua nhiều nhất là ngày gì đó, ngày gì ở bên Ấn Độ, ngày tên gì, dạ đó, hay hay đến chùa Vĩnh Nghiêm á, rồi hay đến chùa ngày gì, đi đi một lần là cả trăm tu sĩ luôn vậy đó, chập chiên nhiều lắm. Pháp sư gọi là ngày gì đó, pháp sư không phải pháp sư, Đức Pháp Vương, Đức Pháp Vương, dạ. Hồi năm 2008 con mới về nước là con có đi thông dịch cho cái đoàn này. Năm 2008. Nay 10 năm rồi ha. Rồi, dòng văn học Mật Tông. Dòng văn học Mật Tông thì xuất hiện giai đoạn nào? Xuất hiện đỉnh điểm nha. Nghĩa là bắt đầu xuất hiện và đỉnh điểm là kéo dài, nhưng mà bây giờ vẫn còn, nhưng mà sau đó thì nó hơi chìm xuống. Nhưng mà nghĩa là nổi bật trong cái khoảng thời gian đó là mình ghi đó. Bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ thứ mấy? Công Mật Tông. Thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 10, 11 sau Công Nguyên. Dòng văn học Mật Tông mở ngoặc thế kỷ thứ 7 cho đến sau, cho đến 11 sau Công Nguyên. Mở đầu là hai bộ, sau này mình biết mở đầu là hai bộ kinh, Kim Cang Đỉnh và Đại Nhật Như Lai. Mở đầu là hai bộ Kim Cang Đỉnh và Đại Nhật Như Lai. Hai bộ này được tìm thấy ở đâu? Hai bộ này được tìm thấy ở đâu? Hai bộ này được tìm thấy ở Na Lan Đà. Đó. Mở đầu là hai bộ. Hai bộ này giờ vẫn còn. Hai bộ này. Rồi, bây giờ cho tới cái ông dòng văn học linh tinh đây. Như hồi nãy cô nói là dòng văn học linh tinh này nó rải rác. Từ cái dòng văn học Bát Nhã, rồi Như Lai Tạng, rồi Di Thức, rồi dòng văn học Mật Tông. Tại vì sao mà tới bây giờ dòng văn học linh tinh này vẫn phát triển, mặc dù bốn ông kia có những lúc thăng trầm. Nhưng mà cái ông này là không bao giờ trầm. Ông này là lúc nào cũng sôi động hết trơn á. Ông này không bao giờ lắng. Tới bây giờ mình thấy nó không có lắng gì hết trơn á, ông sôi động lắm mà được quần chúng là rất là hoan nghênh tán thưởng. Tại vì sao dòng văn học sao? Dòng văn học này mang tính quần chúng cho nên lúc nào cũng tồn tại. Dòng văn học linh tinh rất quan trọng vì mang tính quần chúng. Phải đặc biệt, dòng văn học này nặng về tín ngưỡng và cứu rỗi. Đó, thành ra là tồn tại dữ lắm. Tại vì mang tính là tín ngưỡng và cứu rỗi mà. Mang tính đặc biệt nặng về tín ngưỡng và cứu rỗi. Chấm. Ta không thể sắp xếp dòng văn học này theo bất kỳ một dòng văn học nào, một dòng văn học hay triết học nào. Ta không thể sắp xếp dòng văn học này theo bất kỳ dòng văn học hay triết học nào. Đưa vô ông nào cũng bị đẩy ra hết trơn á. Tại vì mấy ông kia người ta có nghiên cứu đàng hoàng. Người ta không có gọi là mê tín, không phải mình không gọi là mê tín, nhưng mà nó mang cái tính chất là cứu tín ngưỡng như cứu rỗi. Thành ra là đưa vô mấy ông kia là người ta đâu có chịu, người ta nghiên cứu đàng hoàng, người ta nghiên cứu có khoa học, có trình tự đàng hoàng, tự nhiên đưa vô, thành ra mấy ông không chấp nhận, nhưng mà mấy ông này vẫn sống hoài, mà sống rất là mạnh dạn, rất là tồn tại lâu dài, trong khi mấy ông kia thăng trầm cứ lên xuống vậy đó. Đỉnh điểm một thời gian rồi xong rồi người ta quên, rồi bắt đầu là phục hồi lại. Nhưng mà ông này thì không bao giờ, nghĩa là ổng đỉnh điểm xong rồi là không bao giờ mất ổng. Mà mình cũng sự thật mà nói, mình cũng phải cần ổng để mà mình đi vào lòng quần chúng. Ví dụ như kinh gì, ví dụ như kinh Dược Sư nè, kinh Địa Tạng nè, kinh Di Đà, Tịnh Độ Tông nè, kinh Di Đà, vân vân. Đó là thuộc về dòng văn học linh tinh đó. Rõ ràng mình không có xuất xứ, mình cũng không có nguồn gốc, mình cũng không biết gì hết, nhưng mà ổng vẫn tồn tại một cách rất là ngang nhiên. Thành ra là bây giờ mình phải làm sao, mình phải giờ vẫn phải chấp nhận, tại ổng Phật giáo mà. Ổng Phật giáo mà bây giờ ổng là ai? Ổng là tăng ni mình đó.
nó khỏi, ổng là mình đó. À, thành ra là cho nên là chúng ta thấy Phật giáo nó đa dạng, nó đa dạng, tạm thời mình cứ chia như vậy. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta phân chia theo thời gian thì có ngũ thời bát giáo là mình biết rồi ha. Ngũ thời bát giáo, mà ngũ thời là tư tưởng của ai? Chia theo ngũ thời á, ngũ thời bát giáo là tư tưởng của ai? Của ông Thiên Thai Tông. Ông Thiên Thai Tông ổng đưa ra cái đề xuất đó đó. Cái ông Thiên Thai Tông ổng đưa ra, ổng chia Phật giáo theo cái ngũ thời bát giáo đó đó. Ngũ thời là biết không? Biết là phải không? Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa. Phải không? Là mình biết rồi phải không? Hoa Nghiêm, A Hàm, rồi mới tới Phương Đẳng, rồi mới tới Bát Nhã, rồi mới tới Pháp Hoa. Bát giáo đó là gì? Bát giáo tức là bốn chia theo thuộc tánh. Bốn chia bốn theo tánh và bốn theo thuộc tánh. Bốn theo tánh của pháp và bốn theo thuộc tánh của pháp. Theo tánh của pháp là thuộc tánh, tức là những cái đi theo tánh thì gọi là thuộc tánh. Bát giáo nói vậy đó. Bốn theo tánh của pháp là gì? Là gồm có gì? Đâu ai nói coi. Bốn theo tánh của pháp là gồm có đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo và bất định giáo, là bốn theo tánh của pháp, theo căn tánh đó. Bốn theo tánh của pháp gồm đốn giáo nè, thấy không? Rồi tiệm giáo nè, rồi bí mật giáo nè, rồi bất định giáo. Bây giờ mình nói đốn giáo là kinh nào? Kinh nào là nói về đốn giáo? Nói đây giờ mình đang nói là bốn theo tánh của pháp nha, tùy cái căn tánh mà mình nói. Thì nếu mà đốn giáo chỉ thẳng luôn, kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là kinh Hoa Nghiêm, rồi tiệm giáo. Bốn là theo tiệm giáo là từ từ dạy, từ thấp lên cao. Đó là kinh gì? Đó là kinh A Hàm nè, Nikaya nè, Phương Đẳng nè, Bát Nhã, là tiệm giáo đó. Vân vân. Rồi bí mật giáo tức là một thầy một trò thôi, kinh Mật Tông á, những cái bài kinh của Mật Tông á đó. Rồi bất định giáo. Bất định giáo thì tùy cái vị tổ, tùy vị thầy mà thuyết pháp, tùy cái căn cơ của vị đó. Rồi bây giờ bốn, mà cái bất định giáo này mình thường mình thấy trong Nikaya là trong cái kinh gì? Trong cái bộ mà tiểu bộ kinh á, Phật thuyết như vậy, kinh mà vô vấn tự thuyết đó, là bất định giáo đó. Rồi bây giờ bốn theo thuộc tánh của pháp. Hồi nãy là bốn theo tánh rồi phải không? Bây giờ theo thuộc tánh, tức là đi theo, tức theo nội dung giáo lý cơ bản, tức đi theo nội dung cái giáo lý cơ bản thì gọi là thuộc tánh của pháp. Thì gồm có gì? Gồm có một là tạng giáo. Gồm có một tạng giáo như là A Hàm, Nikaya. Mà tạng giáo này thì là giáo lý chỉ cho ai? A Hàm Nikaya là mình thường là mình biết rồi. Như vừa nói đó, A Hàm Nikaya là mình biết giáo lý chỉ cho ai rồi? Chỉ cho ai? Thì thường là giáo lý này chỉ cho thinh văn và thinh văn và ai? Và duyên giác. Mình biết rất là rõ, vừa nói tới cái A Hàm Nikaya mình không cần biết là nó thuộc về cái thuộc tánh của pháp, là cái tạng giáo là gồm gì. Nhưng mà vừa nghe nói A Hàm Nikaya là mình biết giáo lý chỉ cho hàng thanh văn và duyên giác. Mà chỉ cho hàng giáo lý A Hàm Nikaya thì nó nằm ở trong tạng giáo, tức là kinh tạng. Nó nằm ở trong một cái bộ tạng nào đó, kinh tạng, luật tạng, nghĩa là gọi là tạng đó. Nó nằm ở trong một cái kinh điển nào đó. Rồi cái thứ hai là thông giáo. Thứ hai là thông giáo. Giáo lý chung, hai chấm, giáo lý chung của thinh văn, duyên giác và Bồ Tát. Có cái ông thông giáo này có thêm ông Bồ Tát nè. Giáo lý chung của thinh văn, duyên giác và Bồ Tát ở giai đoạn nào? Ở địa tiền. Ở địa tiền tức là tam thừa. Ở địa tiền. Ở địa tiền. Cái thứ ba là biệt giáo. Biệt giáo, cái thứ ba là biệt giáo. Biệt giáo thì giáo lý chỉ dạy riêng cho Bồ Tát thôi.
cái ông Thinh Văn với ông Nhân Thừa này là không vô được, ông Nhân Thiên này vô không được, gọi là biệt giáo, tức là giáo lý chỉ dạy riêng cho Bồ Tát, gọi là biệt giáo. Thứ tư là viên giáo. Viên giáo, viên là tròn đầy đó, viên đó. Giáo lý chỉ về bản thể. Giáo lý chỉ về bản thể, tức là nguyên lý một là tất cả là một. Giáo lý chỉ về bản thể, tức là nguyên lý một là tất cả là một. Viên giáo này còn gọi là một cái tên khác gọi là gì? Viên giáo này còn một cái tên khác gọi là gì? Viên giáo này còn một cái tên khác nữa mà mình hay nói lắm. Gọi là giáo lý viên dung á. Gọi là viên giáo hay còn gọi là giáo lý viên dung, bao gồm Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa. Đó. Bao gồm Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa. Rồi. Mình thêm chút xíu nữa cái mình nghĩ 8:30. Rồi, chút xíu nữa đi. Rồi bây giờ phân chia theo trình độ căn cơ của người nghe thì có năm thừa là mình biết rồi ha. Căn cơ chia, nếu mà mình chia cái kinh điển Phật giáo Hán Tạng á, đại thừa. Sự thật mà nói chữ Hán Tạng này á, là cũng không đồng ý lắm mà tư tưởng đại thừa. Tại vì nếu Hán Tạng không thì chỉ có ông Trung Hoa thôi. Còn cái ông đại thừa thì bao gồm luôn ai? Nếu mà phân từ kinh điển Phật giáo đại thừa thì mình bao gồm ai? Còn Hán Tạng thì chỉ có ông Trung Hoa và những cái nước nào mà sử dụng chấp nhận cái tiếng Trung Hoa, cái tiếng Hán làm cái ngôn ngữ kinh điển. Còn nếu mà mình nói ông Đại Thừa thì mình nói ai? Đại Thừa thì nói luôn ông Ấn Độ nè, Afghanistan nè, Pakistan nè, rồi Trung Hoa nè, rồi mấy Hàn Quốc nè, rồi Nhật Bản nè, rồi Việt Nam nè, đó, Đài Loan, vân vân, là Đại Thừa. Còn nếu mà mình nói Hán Tạng thì cái ông Afghanistan nè, Pakistan nè, ông đâu có dùng cái từ Hán Tạng đâu. Thành ra là mình nói cái này là vì cái tư tưởng này nó được đi vào Việt Nam, thành ra mình xếp cái tư tưởng này theo cái Hán Tạng này thôi. Còn nếu mà mình nói theo tư tưởng Đại Thừa thì mình kể luôn cái hai cái ông Ấn Độ nữa. Ông Đại Thừa xuất hiện ở Ấn Độ đầu tiên mà, rồi mới sau này mới truyền qua bên, mới đi ra theo con đường tơ lụa, mới đi qua Trung Hoa, rồi theo con đường Biển Đông. Rồi mới đi lên Pakistan, Afghanistan, Liên Xô. Liên Xô cũng có đại thừa chứ đâu phải không có đại thừa, nhưng mà họ sử dụng là tiếng Phạn, họ sử dụng cái ngôn ngữ mà văn chương tiếng Phạn, Sanskrit. Chứ còn cái ông mà đi vào con đường tơ lụa để qua Trung Hoa thì họ sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Hán, tiếng Trung Hoa. Họ phải dùng cái tiếng Phạn nhưng mà họ chuyển qua cái ngôn ngữ của họ, thành ra là, nhưng mà bây giờ giáo lý của họ là lớn quá, trùm quá. Cho nên là mình không biết là Đại Thừa là, mình cứ nghĩ Đại Thừa là Trung Hoa. Chứ thật sự là Đại Thừa là Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ mới đi qua Trung Đông. Rồi từ Ấn Độ mới đi qua con đường tơ lụa. Rồi từ Ấn Độ mới đi vào Việt Nam. Thật sự là Việt Nam không bị ảnh hưởng Trung Hoa. Phật giáo Việt Nam giai đoạn đầu không bị ảnh hưởng Trung Hoa. Tại vì Phật giáo Ấn Độ đi theo ba con đường chính. Đi len lỏi thôi chứ không phải là đi công khai giống như là vào ngày A Dục Dương. Ngày A Dục Dương là đưa chính đoàn truyền giáo đi. Còn Phật giáo mình á, thì thí dụ như Du Tăng mà đến học xong rồi người ta về nước á, thì nhưng mà họ sẽ đi ba con đường chính. Là một cái là ở phía đông, Trung Đông. Trung Đông đi theo cái Biển Đông họ đi. Một cái là đi theo con đường tơ lụa để họ đi. Tại vì trên những con đường đó, trên những cái hành trình mà buôn bán đó có tu sĩ. Họ mời tu sĩ đi để cầu nguyện cho họ đó mà. Đó, thì tu sĩ đi theo rồi đem Phật giáo tới. Rồi một con đường nữa là đi vào cái biển, biển Ấn Độ Dương, đi vòng qua Việt Nam, đi qua Tháp Chàm, Phan Rang, rồi đi lên trên Cam Ranh, Ninh Thuận. Đó. Rồi từ đó đó là mình ở đó thôi. Nhưng mà khi mà rồi bây giờ là ở thấy Ninh Thuận là mình có nguyên một cái khu vực Champa đó. Champa là một cái tiểu bang của Ấn Độ đó. Champa cái bên bển mình gọi là Chàm á, thật sự là Champa đó, y hệt cái văn hóa ăn uống cũng y hệt như vậy, cái điêu khắc cũng y hệt. Bây giờ mình lên trên đó mình qua mình coi xong ha, mình đi du học qua bên Ấn Độ, mình đi lên chỗ mà cái tiểu bang Orissa mà thuộc về cái làng Champa đó, y hệt, không có gì khác hết trơn, sinh hoạt y hệt vậy đó.
Thì mình mới biết là họ đi theo cái con đường mà thuyền, thương nhân, du thuyền để mà họ đi vào đó. Rồi sau này khi mà người Trung Hoa họ vào Việt Nam mình, họ lấn chiếm Việt Nam mình, họ đô hộ đó, thì họ đem cái văn hóa của Trung Hoa, trong đó có Phật giáo đi vào. Tại vì cái văn hóa Phật giáo nguyên thủy á, mà do là người tu sĩ Ấn Độ đem qua quá ít đi. Thành ra là khi mà họ sáp nhập vô rồi, họ lần lần nam tiến. Thành ra bây giờ mình mới thuộc về Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa. Chứ ngày xưa mình thuộc về Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ. Mình là Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ, chứ không phải mình Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa. Tại vì Đại Thừa nó xuất phát từ Ấn Độ. Nó xuất phát từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Tư tưởng và đỉnh điểm của nó là trường Đại học Na Lăng Đà, là thế kỷ thứ 4 đó. Là Đại Thừa đó, trường Đại học Na Lăng Đà là Đại Thừa đó. Thì Đại Thừa Ấn Độ, nhưng mà bây giờ là Đại Thừa của, tại sao Việt Nam mình bây giờ mất Đại Thừa của Ấn Độ, là tại vì cái số lượng mà tu sĩ mà đem Đại Thừa từ Ấn Độ qua là nó mang tính chất linh tinh, đi theo du thuyền. Đi theo du thuyền thôi, chỉ là chứ không có mang giáo lý, không có mang một hệ tư tưởng gì hết, chỉ đi theo đó để cầu nguyện, giống như nãy giờ mình nói là giống như là dòng văn học linh tinh á, mang tín ngưỡng thì đi theo các cái đoàn du thuyền buôn bán. Rồi họ ở đó, rồi từ từ họ mới nói ở Việt Nam buôn bán sinh sống dễ lắm, cái họ mới đem tiếp. Thành ra giờ có nguyên một cái làng Chăm Ba, nguyên một cái làng Chăm, thì trong đó là có tu sĩ, nhưng mà vì quá ít cho nên khi mà Trung Hoa mà nó nam tiến từ phía Bắc mà nó nam tiến vào Việt Nam mình á, thì đem luôn cái văn hóa nè, văn minh, đem luôn hết cái gì đô hộ mà trong đó có một số là tách ra, như là tu sĩ nó cũng đem vô, thì mình mới giới thiệu tư tưởng Đại Thừa của Trung Hoa. Đại Thừa của Trung Hoa. Vì vậy mà chúng ta phân biệt Đại Thừa thì có nhiều Đại Thừa lắm. Nhưng mà bây giờ người ta hỏi mình Đại Thừa Việt Nam là Đại Thừa nào, thì mình phải nói Đại Thừa Việt Nam là Đại Thừa Trung Hoa, chứ mình không nói Đại Thừa Việt Nam là Đại Thừa Ấn Độ được. Tại vì giờ mình đâu còn cái gì của Ấn Độ đâu. Mình không còn cái gì hết, nhưng mà mình vẫn là Đại Thừa. Nhưng mà mình không có cái gì của Ấn Độ hết. Trong khi ông Nguyên Thủy á, ông đi tới đâu là ông chỉ nói là Nguyên Thủy rồi. Mà khi nói Nguyên Thủy rồi là người ta biết chỉ có một ông Ấn Độ. Nguyên Thủy tới Thái Lan, Tích Lan, Campuchia, Miến Điện hay là nước nào cũng vậy, chỉ là một thôi. Khi mà họ bắt giọng lên là một giọng Bali thôi. Nguyên Thủy á, bắt giọng lên là ông Ấn Độ qua cũng bắt giọng được. Ông Thái Lan bắt giọng lên cũng bắt giọng được. Và kinh điển cũng chỉ là một thôi. Bởi vì ông đâu có nạp ông A Hàm được. Ông không chịu nạp ông A Hàm. Ông giữ nguyên thủy của ông. Cái từ nguyên thủy nó có nhiều cái hay lắm. Nguyên thủy có nhiều cái mà mình cảm thấy tuy là nó hay, nó giữ lại cái sợ mất gốc á, nhưng mà có cái là giữ cứng nhắc quá đó, thành ra không phát triển Phật giáo được nhiều. Không phát triển Phật giáo được nhiều. Thành ra là mình phải có cái sự phát triển lên bằng cái hệ tư tưởng phát triển, mà sau này hệ tư tưởng phát triển đó thành lập thành Phật giáo Đại Thừa, mình gọi là vậy đó. Rồi. Thôi giờ mình nghỉ chút xíu đi nha. Nghỉ. Mơ Phật.